Hello, xin chào anh, cho biết cái giống sử dụng phân này phân gì anh vậy? Giống này là giống CTG1. Sử dụng phân gì? Sử dụng nó đặc thù rồi, sử dụng phân con lười. Nhưng mà đặc biệt hơn là anh sử dụng cái này một công, hiện tại tới giờ là anh sử dụng là bao nhiêu phân con lười? Trong hiện giờ là 20 kg phân con lười. Em để đúng thực tế luôn là 20 kg phân con lười đến ngày hôm nay ha. Đúng rồi. Tại vì thấy nó hơi nó bất ngờ cái chỗ này. Thì so ra em thấy cái cầm hai cái bông nào là bông sử dụng phân con lười không? Đây, cây này là sử dụng bông con lười nè. Còn cái kia cặp bờ không? Cái này cặp bờ là sử dụng phong bình thường, học phân khác ha. Đó, bà con thấy cũng cặp vách bờ đây của anh Việt ở Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long sử dụng phân công nghệ sinh học con lười. Đó thì thực tế hôm nay đã mới vừa trổ lên nhưng mà bông nó khác nhau. Đây là phân con lười đây. Đó, bên đây cặp vách. Đây là phân khác. Nhưng mà đây hai cái bông đã khác nhau. Anh Việt cho biết cái phân con lười là theo nó nhiều hơn khoảng bao nhiêu hạt của một bông nữa. Theo mình cầm thực tế hai bông của mình đó. Hai bông này hả? Nó nào con lười đâu. Cái này là con lười nè, bông nó dày, nó kẹo hơn. Còn bên kia. Bên đây thì nó thưa bông dưới, nó ít vé hơn. Bên này nó khoảng là 11 vé. Quá trời luôn mà bông này. Sử dụng phân con lười á thì bông nó như vậy đâu mà. Quá trời luôn. Một bông này thì nó 200 đến hơn 200 hạt. Hiện tại giờ nó một bông này hơn 200 hạt đó. Còn bên đây thì ông này làm bông nó cũng hơi to nè, nhưng mà nó không bằng. Đây là phân khác, sử dụng phân khác cặp bờ, đất của anh Việt ở Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, sử dụng phân bón công nghệ sinh học theo con người. Đó thì đến hôm nay trổ con thấy hai cái bông nó khác nhau thế này đây. Đó, bên đây cái này là có phân lười đây. Đó, hạt con bông nó to, nó khít như vậy. Đó, còn bên đây là cái phân khác. Đây lúa thực tế nè, mới trổ luôn. Hôm nay mùng 7 là nhiêu ngày rồi Việt? 65.000. 65.000. Đúng quá đẹp. Đây là có việc sử dụng phân con lười ở Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đấy. Hôm nay đã trổ lên lúa là rất đẹp, nhưng đặc biệt anh sử dụng chỉ có 20 kg phân lười đến nay thôi. Rồi có thêm phân gì không? Hả, là 20 kg phân lười không? 20 kg phân lười không? Không, bà con thấy đây thực tế là 20 kg phân con lười cho một công. Đó, sử dụng đến ngày nay lúa trổ bông nó cỡ này đây. Đó, đây là con lười, đây là con khác đây. Hai bông nó khác nhau. Nhỏ thấy đây là anh Việt ở Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để sử dụng phân công nghệ sinh học theo con lười, đúng không?